vì đà phật a à, vì đà phật a à, vì đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 15 tháng 2 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A Di Đà Phật Niệm đến cùng Học đến tập 40 đức đọc một con đoạn Lời dạy của chư Tổ Sư Để chúng ta học tập học Phật là học trí tuệ để xử lý gỗ đau đừng trách móc đừng tự tìm phiền não vì như vậy là chúng tên liên tiếp đây là một đoạn ngắn mà những đức chích lục lời dạy của những người đi trước động văn này nhắc chúng ta là học phật là học trí tuệ phải hiểu biết được định lực nhân quả gieo nhân gì gặt quả báo nấy nếu hôm nay chúng ta đã học phật rồi mà khi gặp những sự việc à, trở ngại mình mình còn trách móc thì người xưa nói rằng là giống như đã trúng một mũi tên rồi mà còn tiếp tục nhiều mũi tên khác mà bắn chúng chúng ta giống như một lời nói là mình đau lòng chỉ có một lần nhưng đem để vào tâm để quay nhiều quận thì quý vị suy nghĩ rằng là phải lời nói đó nó tiếp nói tiếp nói và nó hiện hữu từ tâm làm cho mình càng đau khổ thêm hay không nên người xưa nói rằng là bạn thường trách móc người khác thì giống như là bạn chúng tên liên tục khổ đau này chưa xong chắc chồng thêm khổ đau khác là như vậy giống như mình từng mang nghiệp phá thai một lần nhưng mà khi học phật rồi thì sợ tội bây giờ sợ tội thì chúng ta niệm phật đi niệm ai với đạo phật đi Sợ tội mà cứ nghĩ đến việc phá thai Rồi khóc Rồi bực bội Vậy thì mỗi lần suy nghĩ Thì người xưa nói rằng là Bạn tiếp nói phá thai thêm Nghĩ một lần là tạo thêm một lần Bạn đừng nên suy nghĩ chỗ đó Mà nên niệm Ai Di Đà Phật Nên người xưa nói câu là Không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm muốn có được giác ngộ thì hàng ngày chúng ta nên thường niệm phật niệm phật là cách hay nhất cách tiện lợi nhất và hướng người cũng dễ dàng nhất nên học phật là học trí tuệ để xử lý khổ đau nếu chúng ta đã học phật rồi mà càng ngày càng khổ đau vậy thì nên suy nghĩ lại việc học phật của chính mình những đức biết vụ vị này vào trong chùa tu nên khi chúng ta có con cháu muốn phát tâm đi tu mình cũng nên nhắc con cháu mình kỹ lưỡng nghe tiếng đi tu thì có nhiều người chúng ta suy nghĩ rằng cũng là tốt đi sức gia tu hành là tốt nhưng cha mẹ phải nhắc con cái mình cho kỹ. Lúc trước những đức biết một gia đình này bên Mỹ, định cư bên Mỹ có một người con trai quyết tâm đi về Việt Nam xuất gia tu đạo. Người cha nói một câu như vậy: Con suy nghĩ kỹ đi. Con đường này là tốt, nhưng con có đi tốt hay không là chính con đó. Con nhớ nha Con bước lên con đường này Con đi Con đi qua cầu thì cha rút dáng đó Có nghĩa là con đường này Con đi qua chỗ nào Thì người cha sẽ rút Đoạn đường phía sau Con không có cửa quay lại đâu Cha thì cũng có của cải vật chất Để lại sự nghiệp cho con rất là nhiều Nhưng nếu con đã đi xuất gia Thì tất cả của cải sự nghiệp này cha sẽ phân phát chia điều cho anh chị của con hết và con không còn gì nữa hết con đường này con chỉ có tiếng không được lùi suy nghĩ kỹ đi chọn đi thì người con chọn đi sức già cũng là quen biết với những đức như là bạn bè cùng tuổi luôn người này thì có học thức cao hiện tại hôm nay tu học rất là tốt từ khi bên Mỹ về Việt Nam tới bây giờ Là lo tu đạo Người cha nhắc như vậy rất là hay Người cha này không có động viên Nhưng nêu lên con suy nghĩ kỹ đi Nếu như động viên thì sau này người con sẽ trách hờn Ngày xưa con cũng chưa muốn Nhưng do cha ép con mà Thấy không? Nên nêu lên cái lợi cái hại cho con mình biết Phải nhớ Nghe nói đi xuất gia đi tu Con đường này là tốt Nhưng Có mấy người được tốt Vì sao? Vì chúng ta không gặp được duyên tốt Là chính mình Phát tâm không hiểu Nên Đi trên con đường này những đức thấy Có lợi nhưng có họa hại rất lớn thí dụ như chúng ta là một thanh niên ngoài đời dù cỡ nào đi chăng nữa cũng phải lo làm ăn còn nếu như bước vào cửa chùa không lo tu đạo tu cà tu về sau thì càng lười biếng nhưng đức biết một vị này hàng ngày trong chùa không lo làm gì hết nhưng luôn luôn nghĩ chuyện cao xa Đều là muốn làm việc lớn Làm việc gì cũng muốn trước công chúng Đều là như vậy thôi Tất cả việc trong chùa thì không làm gì hết Quý vị suy nghĩ Vô cùng là nguy hiểm như vậy đó Còn Quen một Chú này ngày xưa Bây giờ ông là thầy Tụng kinh rất hay Tụng kinh vô cùng là hay Lúc xưa dòng tụng kinh của ông không thua gì thượng thọ dưới thoát tụng hay như vậy đấy có những chương trình đều là đưa ông lên tụng kinh có một người bạn đến gặp những đức nói rằng hôm nay ông đi cúng ông khéo mồm khéo miệng vô cùng cúng một đám như vậy mà kiếm được mấy chục triệu quý vị suy nghĩ rằng đã lao vào con đường Quý vị thấy quả wow, hại ghê chưa Quá đáng sợ Kiếm được đồng tiền đó Làm sao ham được quý vị Nên hôm nay có con cháu phát tâm đi tu Chúng ta cũng lo đấy Vì sao Vì phần nhiều Chúng ta đã không có đạo rồi Nên ăn tổ nhắc nhở trong thời đại hôm nay nên làm cư sĩ đi Nên làm cư sĩ mà thuộc dù có gì đi chăng nữa cũng không đến nỗi quá đáng còn nếu bước vào con đường xuất gia thì phải suy nghĩ cho thật kỹ giống như câu đầu nói người cha nhắc nhở qua cầu thì cha rút dáng nên chúng ta gặp được một ngôi đạo tràng có hướng dẫn có chúc Phật Pháp Cũng cảm thấy may mắn rồi Nếu không thì Đi đến chùa tu học Lễ dài lễ Phật Thắp mấy nén nhang Rồi đi về Cứ sách giỏ đi Sách giỏ về Có khi đến chùa còn thị phi nữa Việc này việc kia Việc đúng việc sai Tùm lum chuyện ấy. Chúng ta được nhắc nhở suốt Mà có khi chúng ta còn phạm phải Dùng câu chúng ta Có nghĩa là tất cả chúng ta đều là phàm phu Đều là phàm phu Nên đều có cái sai Nhưng chúng ta ngồi xuống cùng nhắc nhở lẫn nhau Để tu đạo Thế gian nhiều kiếp nạn Gặp được học Pháp rất may mắn chúng ta có phương hướng giải thoát. Cuộc đời đến thế gian này Chúng ta thấy hưởng thụ cái gì quý vị? Có hưởng thụ gì đâu Có những cô Lúc trước đi vào đây tu Vào tu ban đầu cũng tu tương đối tốt Từ từ thì có những người rủ đi ra bên ngoài Làm bảo vệ Đi kiếm tiền Quý vị thấy rằng là Chúng ta khó tu vô cùng Trong cái cõi này Nên trong kinh vô lượng thọ Phật mới nêu lên rằng một ngày một đêm tu ở cõi này nghiêm túc tốt đẹp. Thì thí dụ như 100 năm ở thế giới cực lạc tu. Thế giới cực lạc toàn bộ là thượng thiện hỗ trợ giúp đỡ. Không có ai trở ngại cả. Còn ở cõi này quá nhiều sự trở ngại. Có khi chúng ta ở ngoài đời tu hành cũng đâu có yên đó quý vị. Khi ngồi niệm vọng chúc con đến réo, con đến kêu. Hoặc chồng la chồng gậy có khi mình tu chưa hết thờ Thì chồng nói rằng lo đi làm kiếm tiền Hoặc là con đến kéo áo kéo tay Thì thấy rằng là cái cõi này vô cùng khó tu như vậy Nhưng nếu quý vị biết dụng công biết tu Thì cái lợi ích của nó Như trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy Lớn lắm Vì tu trong cái khó quý vị à nếu chúng ta có thể tu trong cái khó được thì chúng ta phải nhận thức rằng Nếu Để luống qua Một đời này Thì chúng ta chịu cái cảnh trầm lưng thì đáng sợ quá ừ, Rất là đáng sợ Thí dụ như bây giờ đời này Chúng ta không được Giảng sanh Bao nhiêu nghiệp sát sanh của chúng ta Chúng ta phải trả mạng Thì có dính vào lòi xuất sanh Đức Phật khi còn tại thế Nhìn ủ kiến thôi Vậy mà Đức Phật nói với hàng đệ tử rằng là Đã bảy vị Phật ra đời rồi đó Mà kiến này vẫn còn mang thân kiến Không phải tuổi thọ dài như vậy Mà chết rồi trở lại làm kiến Cứ như vậy mà mang thân kiến Đã bảy vị Phật ra đời và nhập Niết Bàn hết Mà kiến vẫn còn là kiến Thí dụ như quý vị coi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở cõi này. Giáo pháp của ngài Diền tải 12.000 năm. Khi kinh giáo diệt tận thì trải qua thời gian hơn 57 ức năm sau. Thì Bồ Tát Di Lặc từ cung chờ đau sức nó thị hiện xuống cõi ta bà thành Phật Quý vị tính từ 12.000 năm giáo Pháp tồn tại Trải qua thời gian hơn 57 ức năm Thời gian quý vị tính con số đi Con số có Phật Pháp thời gian quá ít Con số mà không có Phật Pháp ở cõi này Thì thời gian quá nhiều Nếu chúng ta sanh trong cái thờ Mà 57 ức năm đó quý vị suy nghĩ như sao Quý vị phải nhớ nha chúng ta bây giờ chịu nhiều kiếp nạn sống có khổ nhưng chưa đến nỗi đâu vì còn phật pháp đó còn phật pháp còn tôn giáo còn nói về nhân quả thì con người cỡ nào đi chăng nữa cũng chưa đến nỗi nhưng đến khi giáo pháp diệt tặng kinh giáo ở thế gian không còn nữa nếu chúng ta sanh trong thờ mà năm mươi bảy ức năm đó thì quý vị suy nghĩ như sao Thọ mạng thì ngắn Con người chém giết lẫn nhau Ăn thịt lẫn nhau Vì sao Vì không có Phật Pháp Không nói gì nhân quả hết Quý vị suy nghĩ đi Con người chúng ta nếu không nghe về định lực nhân quả Không tiếp nhận Hoặc nghe mà không tiếp nhận Hoặc là không nghe Thì quý vị suy nghĩ con người ác cỡ nào Việc ác gì mà không dám làm Thì chúng ta phải biết rằng đức phật nói phật đi đến đâu thành áp tụ lạc đều được giáo hóa thiên hạ hòa thuận hòa thuận là sống an lạc đó vì được giáo hóa mới sống hòa thuận thí dụ như trong một gia đình này nếu có giáo dục thì vợ chồng sẽ tôn trọng và sống hạnh phúc nếu gia đình này không tiếp nhận giáo dục thì chồng không ra chồng vợ không ra vợ mà hai thành phần đó đã không ra gì như vậy thì quý vị suy nghĩ con cái như thế nào từ nơi đó gặp được phật pháp là rất quý mà gặp ngay tịnh độ nữa từ cái khổ ở cõi này quá khổ nên chúng ta muốn về thế giới cực nào tạo nghiệp nhiều quá rồi cái vị coi tuổi trẻ hôm nay còn trẻ tuổi đã tạo nghiệp nhiều rồi Vì vị coi đã tạo nghiệp rồi đó. Có khi con của mình, con gái đi học, còn nhỏ nhỏ thôi, nó đi học nó đã tạo nghiệp rồi đó. Mười mấy tuổi thôi nó đi học là tùy tiện yêu thương rồi, tùy tiện cặp bồ và tùy tiện phá thai rồi. Các rồi vị coi con nít còn nhỏ xíu thôi, mà trang điểm không khác gì người lớn tuổi. Là từ đâu mà có ra chỗ đó? Từ ngay chỗ thấy người lớn mà học theo. Như vậy thì con người sẽ học theo con người. Nếu gặp tốt thì học tốt Gặp xấu thì học xấu Nhưng quý vị coi TV, truyền hình mạng Con người bây giờ bấm lên Quý vị vào mạng Thì thấy những cái quảng cáo gì Coi TV, quý vị coi quảng cáo gì Phim ảnh như thế nào Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng Con người mỗi ngày được giáo dục cái gì nhiều nhất Xác đạo dâm dục Đúng không Vô cùng là đúng mà Vì thì con người từ khi còn nhỏ được học Chỗ đó nhiều nhất như vậy thì hư là đúng rồi việc này chúng ta không trách ai cả vì chúng ta sanh trong một thời đại chịu như vậy đây thí dụ như buôn bán một cái món đồ không quan trọng quá để quảng cáo như vậy mà lạ thai vì họ suy nghĩ rằng con người thời gian hôm nay thích hở hang thích khiêu gỡ họ phải đưa những cái thứ mà được nhất đưa ra cho họ nhìn để lôi kéo người mua đồ của họ con người nhìn thấy thì khởi tâm xấu Phim ảnh thì bị coi Ca nhạc quý vị coi Thở xưa không đến nổi Cuộc sống càng ngày càng phát triển Thì con người giống như không bận đồ nữa vậy Quý vị coi ngoài đường Phải có những thiếu nữ Bận một cái quần Sát lên trên đúng không Thì quý vị biết rồi trong lòng họ muốn cái gì? Trong lòng họ muốn mỗi lần ai gặp mình là phải khởi tâm. Mình phải có sức hấp dẫn cao nhất để làm cho nhiều người đàn ông mê mẩn. Đúng không? Tâm này là tâm gì? Tâm này là tâm ma. Mà nhiều người như vậy thì quý vị coi cõi này là có gì? Phần nhiều là ma. Tại vì sao? Tâm xấu. Tướng do tâm sanh cảnh tỳ tâm chuyển. Đi tu hơn 10 năm Giảm được Chưa hết Tại vì sao Ít nghe xấu lại Ít thấy xấu lại Nghe được tốt nhiều Thấy được tốt nhiều Những đức kiểm nghiệm chính mình rõ ràng Nghe được tốt nhiều Thấy được tốt nhiều Thì bên kia Giảm cái nghe xấu nhiều Giảm cái thấy xấu nhiều Còn nếu như 10 năm nay những đứa không đi tu Thì tiếp tục là nghe xấu nhiều Thấy xấu nhiều Và muốn làm điều xấu nhiều Như vậy thì hư nhiều Bây giờ những đứa đỡ hư lỡ rồi Đỡ hư Vì vậy nghe rõ nghe Nếu không đi tu làm sao đỡ hư Gặp một người nữ là khởi tâm tâm bảy cứ là như vậy khởi tâm tầm bậy chưa xong còn muốn làm chuyện tầm bậy nên nhờ mỗi ngày niệm phật nên giảm tối ta một ngày còn có thể suy nghĩ vài ý niệm xấu ngày xưa một ngày suy nghĩ khoảng một trăm hai trăm ý niệm xấu bây giờ một ngày còn một hai lần, hai ba lần như vậy thì giảm quá nhiều rồi vì sao ít nghe ít thấy ít biết còn vì ở ngoài đời thì nghe thấy biết nhiều quá có cái nhân khởi tâm không tốt nên cần phải dùng phương pháp gì niệm phật dùng phương pháp niệm phật để nhắc nhở mình từng chút học phật là học trí tuệ để xử lý khổ đạo trí tuệ gì lớn nhất trí tuệ ai với đạo phật lớn nhất ta niệm ai với đạo phật để ta muốn có trí tuệ giống ai với đạo phật có trí tuệ mới giải quyết được khổ đạo nếu như không có trí tuệ làm sao giải quyết được khổ đau người không hiểu đi làm việc tốt càng làm càng làm phiền phức từ bi có quả hại vì coi đúng không Hôm qua Nhị Đức kể một câu chuyện Bà cô này thường đến chùa cúng rau củ quả Thì cúng nhiều chùa rất có tầm Bà đến một ngôi chùa bị thử Có một lần đến ngôi chùa Tên sớm quá Nhờ người mở cửa chùa Không biết người này là người nào Hoặc tử cộng tu hay người trong chùa không biết quả báo đến khi mở cửa chùa nó không mở bà đợi đi đợi một tiếng đồng hồ xong mới mở cửa chùa thế cũng bực bực cho mình Giao củ quả đem nó đây cúng mà kêu mở cửa chùa cũng vừa mở tức thiệt xong đi qua bên kia đi nhà vệ sinh vừa bước vào một cái bị la bà là phật tử biết tu mà vì sao dơ dế như vậy bị la gậy tức quá giận chùa luôn không thèm đến chùa nữa Thì thấy rằng á mỗi buổi sáng sớm thiệt sớm đi ra ngoài chợ lựa ra quả cho ngon đi cúng chùa từ bi mà nhưng không nhận thức được định lực nhân quả từ bi có nhiều quả <laughs> Thì thấy chưa không bằng là không làm việc gì niệm ai chỉ đạo phật phải chi cái thờ đó buổi sáng sớm ở nhà Tu một thờ thì không có chuyện gì xảy ra chứ Nên Đại Lão Hòa Thượng Tình Không nói Vẫn có lý của Ngài Biết việc ít phiền não ít Biết việc nhiều phiền não nhiều Biết Mà đi phan viên làm Như vậy thì là không hiểu Phiền não nhiều Biết mà đủ viên làm Làm mà không dính mắt như thì quá tốt rồi con nghĩ việc này tốt mà phan duyên vậy thì phiền não nhiều phan duyên là chưa đủ duyên á chưa đủ duyên có một ông huynh đệ rất thích thiết pháp nhưng đức có nói với ông ông cố gắng ông tu đi sắp xếp ông việc gì ông cố chịu làm hết chứ sao mà ông thiếu pháp đây ít gì thì cũng phải làm một số việc gì đó pháp từ cuộc sống hàng ngày ông cứ là nghe ông gặn từng câu để ông cố gắng ông nhớ để ông nói lại vậy thì ông được vốn này bao nhiêu ông thiết được mấy ngày đây nhưng mà không chịu làm hết chứ làm sao thiếu pháp thì vị suy nghĩ hôm nay những người làm ngành giáo dục Chúng ta không làm được mô phạm tốt Nên Cái hướng dẫn của chúng ta Nó không có được thù thắng quá Phải nhớ đó Ít gì thì mình cũng làm được 50-60% đi Thì nó cũng có cái lợi của 50-60% Nếu làm được 70-80% Thì có lợi 70-80% Còn 100% thì chúng ta không dám nói đến Được 60-70% cũng tốt lắm rồi Vẫn còn sai Nhưng mà được 60 mươi mình chân thật có làm Thì thuyết pháp vẫn có sự thu nhiếp Còn cái này không chịu làm gì hết Muốn là chú công chúng không à mình sao mà được Hôm qua những đức ngồi suy nghĩ Những đức nói Chắc là cái ông này mình phải cho ông một vố à. Để ông đi ra ngoài Cho ông biết cái mùi lợi hại khổ đau Từ khi còn nhỏ Ở nhà cha mẹ thương yêu Dung dưỡng Nên quý vị biết rằng Sanh con mà không cho con làm động ngón tay là hại con về sau đó đi tu cũng là kẻ bại hoại không ra gì xiên ăn biến làm đều là muốn làm chuyện cao xa mà không chịu gây dựng cái nền móng sao làm con người thành công có ai mà tự nhiên bước lên sự thành công đâu đều là khó khăn chứ bà muốn thành phật mà không đổ dọc mồ hôi nào chứ sao thành phật đâu phải là cái chuyện dễ ngoài tịnh độ thì trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp còn tịnh độ thì phải kiên trì một đời Qua rút ngắn thời gian rồi Một đời này bạn còn không chịu cố gắng nữa Làm sao được giảng sanh Bạn muốn mì ăn liền không Bạn đã quen ăn liền rồi Từ nơi đó bạn không chịu bỏ công Làm sao có quả Nên nó sanh con mà không chịu cho con làm việc Không dạy cho con cái giá trị của đồng tiền khi kiếm được Vì là vì vị đang hại con Vì sao đấy bị Không có giúp đâu Chính những đức trong đạo thấy rõ ràng Quý vị có nói cỡ nào họ cũng không nghe Vì sao họ không có cảm giác này Họ đâu có biết cái sự cực khổ khi kiếm được tiền đâu Khi ở nhà đều là cha mẹ dung dưỡng mà Nên Con người ta có khi có chút ẻn là biết Phật Pháp Bất lễ Phật tu hành Nhưng mà ghê lắm cái xã hội Con người tâm tính của mình kỳ cục lắm Nó tu được Nó cũng kêu ngạo ngã mạng nữa nên con người chúng ta cũng không biết cách như thế nào để dạy vì sao Vì chính chúng ta cũng không được dạy như vậy Nền móng chúng ta lập từ ban đầu Nó đã không có được nền móng này Thì làm sao chúng ta làm được cái việc này Bây giờ chỉ nói nhân quả Nhưng cũng không nói sâu được nhân quả Vì chúng ta làm sao nói sâu được nhân quả Vì chính chúng ta cũng chưa đạt được cảnh giới đó Bây giờ suy nghĩ đi Bây giờ người mà niệm một câu ai với Đạo Phật Như Hòa Thượng Ấy Hiền Thì tìm đâu mà ra được nữa con người phải chân thật lắm đối với cái tâm lỡ làm sai quay tâm lại liền cái tâm này nó không bị dính mắc bất cứ một thứ gì bỏ vào tâm không phải lỡ làm sai điều gì rồi thì cho qua niệm ai với đạo phật nhất định không làm nữa vậy thì người này có cơ hội thành công mà đâu có dễ làm đâu quý vị đâu có dễ Đó. có thể sống mỗi ngày an lạc sống vui là điều này quý vị biết rằng trong nội tâm của người ta nó không có dính líu nhiều gì việc của cõi trần này nó mới được vậy vì suy nghĩ những đức chạy tới chạy luôn như vậy sắp xếp nhiều việc không bây giờ nhân sự ở đây là những đức sắp xếp hết á bên kia cũng sắp xếp hết luôn đó rồi tiền bạc đều là lo hết á rồi khi đụng chuyện gì giải quyết vấn đề những đức giải quyết hết luôn đó vì coi phải là tất cả những buổi chia sẻ vào pháp rồi phương pháp tu còn hàng ngày nhân sự cái gì là phải báo lên để giải quyết Bây giờ không cần làm gì động tay chân Quý vị nghĩ bao nhiêu công việc đó Quý vị suy nghĩ cái não này làm sao Rồi sáng tối phải lên tu Rồi hai buổi phải chia sẻ vào Pháp Mấy chú tính một tháng như Đức chia sẻ Phật Pháp 69 buổi Chỉ có niệm ai với Đạo Phật Sống mỗi ngày rất là vui Mới có thể nói được hoài Có cảm giác như vậy mà mỗi buổi nói người ta nghe được Nó có cái đặc biệt nằm bên trong Là ngay chỗ nào Nhờ có pháp vị Phải nhớ câu pháp vị thắng mọi vị Có cái pháp vị là nó thắng mọi vị Mà khi nó có cái pháp vị là nó sanh Cái hương vị trí tuệ nằm trong pháp vị Phát xuất ra Còn nếu như tu mà nó không có một cái pháp vị Mà nó chi cầu cái phan duyên Thì không bao giờ thiết pháp được Tất cả những cái nói nó đều có giới hạn hơn, Mà có giới hạn nó không bao giờ tự tại Hoặc là có cái ghi chép và để sẵn Để tính vào cái nhớ đó để nói Như vậy thì chúng ta không thể nào có văn tự Mà nói hoài được Những đức nói với cái ông huynh đệ Ông thích thiết pháp Những đức nói như vậy Không có đơn giản Ban đầu nói một hai buổi thì ham Nhưng mà nếu mà không có vốn Mà làm việc và tu Mà nói là nó gặn từ chữ đó nó nặng nề vô cùng không có đơn giản rồi người ta một tháng giảng pháp một lần, ta chuẩn bị cả tháng chờ cái giáo án giảng thuyết pháp ghi chép xong đọc cho thuộc nhớ văn tự giảng theo cái giáo án mà đã ghi chép đó, Bởi vị nói văn tự như vậy giảng làm sao có cảm giác được? đây gọi là văn tự chết không sống động, thuyết pháp là sống động trong cảnh viên chúng ta nhìn ra lúc ngồi giảng pháp từ nơi đó Cần cái gì quan trọng nhất? Dụng công Dụng công là quan trọng nhất Tất cả chúng ta Ở trong chùa hay không phải ở trong chùa Cuộc đời mỗi ngày sống tốt được Là nhờ dụng công niệm Phật Nhờ có tâm giảng sanh Bạn chỉ đủ tiêu chuẩn này thôi Thì nhất định cuộc đời của bạn sống Không đến nỗi tệ đâu Vì sao? Bạn có chỗ đi rồi Bạn có chỗ đi rồi có chỗ đi tốt rồi đã là có chỗ đi tốt thì chấp nhận cái khổ ở cõi này một thời gian ngắn ngủi nữa còn nếu như không có chỗ đi như vậy thì cái khổ ở đây chúng ta sẽ than vang và bực dọc khó chịu đó nên chúng ta có chỗ giải thoát có chỗ đi tốt như vậy thì lỡ lấy một người chồng ăn nhậu bê tha chửi mắng đánh đập mình mình nói rằng trả món nợ cho xong trả món nợ cho xong Phật nói rằng các con à Vui trả nợ một đời ngắn ngủi đi các con Khi thọ mạng đến Thì Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn các con về cực lạc Về cực lạc không còn khổ nữa các con à Đó Từ nơi đó Phật đã cho mình một phương hướng rồi đó Nên người học Phật vì sao vui Vì chúng ta có được phương hướng Còn nếu không thì Bế tắc hết rồi Bế tắc hết rồi quý vị Nên công đoạn này nhắc mình Lấy trí tệ để giải quyết khổ đau Đừng nên trách móc nữa Mẹ cha sanh con nuôi con khôn lớn Bây giờ con không nghe lời đúng không Tiền bạc á, cho con đi học đó Tiền bạc của ai Càng trách móc thì càng khổ thêm đó Thiếu nợ nó thì trả đi chứ than vang làm gì nó lên nó đòi nợ mà rồi có khi nói con coi kìa con người ta nhà kế bên kìa cực khổ vậy đó con không thấy sao không có tiền đi học tự làm kiếm tiền đi học còn con thì mỗi ngày cho tiền con nhiều như vậy mà con còn chưa thấy đủ sao càng nói như vậy thì càng sanh thì phiền não vì món nợ đi đến đây Quý vị thiếu nó 2 tỷ Nó phải đòi cho được 2 tỷ đó, đó Đòi mà chưa đủ Thì nó tiếp tục phải đòi Nó không có thương tình với quý vị đâu Vì là quan gia đến mà thương tình cái gì Khi mà cái tâm Nó đi đến đây vô nhà quý vị Thì Cái nhân ban đầu nó đã nói rằng là Ta phải đòi món nợ này Cho mấy người lên bờ xuống ruộng mới được Đã là nó nói như vậy Của cái nhân ban đầu làm gì có cái chuyện nó thương quý vị nó có thương quý vị nó cũng là bỏ cái tình cảm vào để cho quý vị ái nhiễm rồi nó phản xạ quý vị thôi quý vị coi phải đúng không thí dụ như những đức nói chuyện ngọt dịu những đức gặp một cái cô này khi chưa đi tu những đức nói anh thương em nhiều lắm đó <laughs> nói bao nhiêu câu ngọt dịu đúng không thì bỏ vào bỏ vào khi được rồi nói cái mặt thấy ghét đi ra chỗ khác như thì cái cô kia nói rằng Tại sao ban đầu anh nói như vậy mà bây giờ anh lại chửi mắng anh đuổi tôi, rồi chia tay với tôi. Nói tại lúc đó tôi dụ dỗ cô thôi. Còn bây giờ thì tôi không có thương cô nữa, được rồi bỏ. Thì bắt đầu là tức đau đớn muốn tự tử chết đúng không? Vì mình bị lừa rồi, mình không còn cái gì nữa cả. Nên nhiều cái mối tình khi chia tay là muốn chết là như vậy đó. Thì đứa con quan gia đến cũng vậy, nó đến nó hung mình, con mình mà. Có khi mới bị nuôi nó nghe nó nó hung 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 cái miệng nít á, ôm mình mình cực mình mệt mình chết luôn vậy mà nó lợ, nó 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 thương mình, nó quý mình. Vậy đó mà quý vị thương nó quá trời thương, bao nhiêu tình cảm bị dành hết cho nó, cực khổ cỡ nào cũng đem dành cho nó hết. Rồi bắt đầu là mai mốt nó chờ cơ hội rồi nó tính sổ, nó quay 180 độ lại. Nó sạc quý vị. Thì tình thương nó bồi đắp. Rồi nó mới phản quý vị lại. Thì cái sự đau đớn của quý vị giống như là từ trên trời mà rớt xuống như vậy thì quý vị suy nghĩ ấy suy nghĩ đi quan gia trái chủ nó chơi vậy đó chứ làm gì có cái chuyện mà tự nhiên nó nó vừa gặp quý vị trên chán nó có hai chữ quan gia <laughs> không có chuyện này đâu nó mà nó phải dụ dỗ quý vị hiểu không giống như chồng cũng vậy thôi khi vừa gặp ảnh là mình thương vô cùng nhưng mà mai mốt anh về anh đổi tính anh nhậu nhẹt hút thuốc quýnh bài đá gà tùm lum chuyện hết trơn á rồi chửi vợ đánh con nữa trong lòng mình nói ngày xưa sao hiền quá bây giờ kỳ cục vậy đúng rồi quan gia ban đầu nó gặp nó phải hiền chứ rồi mai mốt rồi nó mới xử mình sao đó bởi vì phải tin như vậy đó nên người ta đến đây là người ta đòi nợ thì phải vui trả đi còn nếu như người ta đến đây người ta trả nợ mình thì cũng đừng nên dính mắt khỏi này vì thời gian không có bao lâu thấy không nên người tu phải nhận thức được người ta đến đòi nợ thì vui trả đi còn người ta đến trả nợ cho mình thì đừng nên dính mắt Đừng nên nói chồng ai, em là số một Vợ anh là số một Thôi đừng có số một cái cõi này Chỉ có thế giới cực lạc mới là số một nha Niệm Phật cõi lòng thật thanh thản Từ bi tỏ rạng khắp thế gian Quán thân bình đẳng chung quan hỷ Cực lạc là đây chẳng nghĩ bà. Nên quý vị mà có mang cái nghiệp phá thai mà thường niệm Phật á. Quý vị nghe câu này không? Niệm Phật cõi lòng thật thanh thản. Niệm Phật cái cõi lòng này thanh thản. A là vô di đà là lượng Phật là giác. Giác ngộ nó mới thanh thản. Nó quá dễ những cái điều không phải nó thanh thản. Từ bi tỏ rạng khắp thế gian. Cái tâm từ bi này khi vị niệm có vật hiệu lên thì theo cái công phu dụng công đó đó mà quý vị kỷ niệm Phật là có phát sáng Và tâm từ bi này Nó tỏ rạng khắp thế gian Quán thân bình đẳng chung quan hệ Quán thân trái chủ mà đi theo mình á Họ thấy mình bây giờ chuyển tâm tốt nhiều Mình lo tu Họ quan hệ lắm Quý vị biết rằng là quan gia trái chủ đi theo đòi mình á Nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi Mình cứ làm ác hoài Họ nhìn thấy mình là sẽ đọa lạc Nên họ nhất định họ phải chụp mình Họ phải đòi nợ mình nhưng mà bây giờ đời này họ thấy mình tu tốt quá mình có thể được giải thoát rồi họ quan hỷ lắm vì họ biết rằng nếu mình được giải thoát mình sẽ không có bỏ họ mình sẽ trở lại để mình giúp họ được giải thoát thí dụ như quý vị mang nghiệp phá thai thì thay như đi thế quý vị nó đòi nợ nó làm đủ chuyện hết trơn mình không có thấy nhưng mà bây giờ nó thấy vị tu tốt quá có thể được giải sanh cái cảnh giới của nó thì không ai cúng cho ăn không có đồ bạn khổ quá mỗi ngày thì vất vơ vất vưởng nay chỗ này mai chỗ nọ nó khổ quá bây giờ thấy được người mẹ người cha mình có thể được giảng sanh thì con có tương lai cũng sẽ được giảng sanh từ nơi đó vô cùng quan hỷ mong mẹ mau mau niệm phật về cực lạc đi con cũng ở bên cạnh mẹ cùng niệm phật với mẹ nè con nguyện phật a di đà tiếp dẫn mẹ con cũng tiếp dẫn con luôn nên nó quan hỷ lắm vì nó thấy mình tu tốt rồi còn nếu như mình tu không tốt Người thế gian có khi chúng ta không biết Nhưng mà hương linh thai nhi Quán thân trái chủ biệt Biết mình tu tốt hay không tu tốt Là tính từ cái nội tâm quý vị mỗi ngày Quý vị có an tâm hay không Quý vị nói thầy ơi Nhiều việc lắm làm sao an tâm được thầy Trời ơi, cái cõi này quý vị biết rằng Ai mà không nhiều việc Bận tâm là bận tâm à Còn nếu quý vị bu xuống được thì an tâm mà Tùy quý vị thôi không phải câu này không phải nói chơi đâu Bởi vì coi những đức tính công việc của những đức đó Lo bao nhiêu công việc gì đúng là những đức bận tâm lắm chứ Lên nói chuyện đều là nói cái việc phiền não không à Còn do những đức ít phiền não Nên những đức nói ít phiền não thấy không Nói sự an lạc, nói sự tự tại Là vì sao? Vì có hư vị này mà Có nghĩa là tất cả các việc chúng ta có thể làm Nhưng đừng bao giờ để vào tâm Trong tâm chỉ có đúng một câu Phật hiệu thì được rồi Quý vị nói rằng con làm gì không được Làm không được cũng phải làm cho được Niệm câu Phật hiệu này niệm lâu sẽ được Quý vị niệm lâu quý vị sẽ biết cái cảm giác câu Phật hiệu là tốt Quý vị không có đem những cái thứ phiền phức bỏ vào tâm chi đâu Chắc chắn luôn Những đức cũng từng lo cho chúng từng phiền não như đức biết hết trơn à Gầy la phiền não như đức biết hết trơn à Nên trong vòng hơn 10 năm nay tới lúc những đức suy nghĩ Thôi mệt quá đừng có bỏ vào tâm nữa Cũng thương họ lắm nhưng mà họ đâu có cảm giác này đâu Thôi trả nợ nhiêu đó được rồi Năm nay tôi không có làm gì nữa Nghĩ thì tự nhiên an lạc vô cùng thấy chưa nó có nghĩa là đến ngày giờ chứ đâu phải là tự nhiên muốn làm mà làm được nhưng mà cố gắng cứ niệm phật đi niệm từ từ sẽ thấy ra chứ không phải nghe gì rồi sao con niệm phật mấy ngày nay mà chưa được cái gì chứ người thầy mấy ngày nay chưa thấm vào đâu đâu cố gắng niệm đi siêng <laughs> năng mà niệm cứ là gặp cái máy bấm này nè à lúc mà ông chồng mà đánh mà chạy về nhà mình trốn hoặc là chạy vô cái vách trốn <laughs> chạy vô cái hàng rào nào trốn núp 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 Nó lú đầu mình nhìn, nhìn coi ông có tiệc có quần mình không á lúc đó thôi ngồi ở đó không cầm cái máy này nè cuối cùng rồi máy nhỏ vẫn là người bận thân thiết nhất của tôi <laughs> Đấy, biết không lúc đó đó nghe nó bắt đầu là ngồi a di đạo phật a di đạo phật nhưng mà niềm cũng niệm nhỏ nhỏ chứ ổng mà đứng ổng nhìn này ổng chơi nó ổng cú xuống a di đà phật nè <laughs> chứ ổng này niệm phật phải không đúng không niệm mà nhép nhép môi mà rồi có khi cái lúc đó nghe nó đau lòng quá đó quý vị nó nó cảm động nó nhớ mẹ nhớ cha nên niệm phật mà nhớ mẹ nhớ cha kiểu như là mà bây giờ mà bây giờ có chồng ở phương xa mà bây giờ bị chồng đánh đập này, chồng gầy la trốn nứt gì rồi nhớ cha mẹ ở phương xa cha mẹ ơi giờ con như vậy như vậy mà đang niệm phật mà niệm phật được cũng đỡ lắm rồi niệm đau khổ gì đâu không phải đơn giản đâu nhưng mà cuối cùng quý vị mới thấy chiếc máy này đặc biệt rồi câu phật hiệu lúc nào cũng bên cạnh mình cái lúc đó cha mẹ cũng không có đến gần được rồi lúc đó không có người thân nào giúp mình được nhưng mà chỉ có ai di đào phật a di đà phật a di đà phật rồi niệm với quý vị sẽ thấy ồ oh, có vật hiểu đặc biệt quá quá đặc biệt à. có nghĩa là những đức làm việc có những lúc những đức cũng không biết hỏi ai gì nữa có những lúc mà tự nhiên mình sắp sửa hết tiền rồi mình cũng không biết xin ai nữa thôi a di đà phật luôn chứ làm sao vậy mà có người đem lại rồi niệm mà giải tỏ tâm hết trơn qua nhiều công đoạn có thời gian hơn 10 năm đi tu những đức mới thấy được câu a di đà phật là số 1 số 1 Không nên lo lắng còn sống được bao lâu Chỉ cần sống được bao lâu Sống xứng đáng bấy lâu nào Sống cõi này bị nghe những câu đặc biệt chưa Đó Nên nó bây giờ lỡ mình có bệnh đúng không Đi khám bệnh bác sĩ nói Anh chị ung thư rồi Thơ kỳ cuối rồi đó Sắp chết rồi đó Ha Xíu <laughs> nghĩa là hồi bà chưa đi khám bệnh á lúc bà chưa đi khám bệnh á thì bình thường lắm không có gì chứ nghe vậy mà đến khám bệnh bác sĩ nói ung thư rồi đó mặt tay mét mắt thì không có chớp gì nữa chứ đi thì đi thẳng xe tránh họ họ không tránh xe nữa đèn đỏ đèn gì cũng vượt luôn công an kêu lại nhìn bả công an nói cô sao vậy tôi bây giờ không muốn sống nữa đáng sợ chưa nghĩa là nghe bệnh một cái mà nó 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 ghê gớm vậy đó quý vị à, thì bây giờ bị nghe câu này không nên lo lắng còn sống được bao lâu không? chỉ cần sống được bao lâu sống xứng đáng bấy lâu sống xứng đáng được một ngày còn hơn là sống một trăm năm mà không xứng đáng <laughs> Nghĩa là mấy chục năm khổ te tua tả, tả tàn tạ trên này Vậy mà nghe ung thư cái không? À... <laughs> Nghĩa là gì bây giờ mình còn thời gian được bao lâu thì sống xứng đáng đi Xứng đáng gì quan trọng nhất Những gì hờn trách đừng hờn trách nữa Những gì buồn giận đừng buồn giận nữa Nên mang tâm tha thứ đi Xứng đáng nhất là còn thời gian bấy lâu niệm A-di-đào Phật để cầu sanh cực lạc đây là xứng đáng kết thúc cuộc đời của mình dạy thuật à, đó đó buồn chi buồn khổ làm gì buồn khổ làm chi buồn khổ làm gì niệm phật còn tốt hơn nhiều Đúng không nên coi cô kia đi khám bệnh bác sĩ nói cô bị ung thư ngực rồi đó phải mổ cái ngực ra Cô lo sợ vô cùng luôn Cô gặp những đức Bây giờ con phải làm sao để thay Những đức này Làm sao phải làm sao <laughs> Bây giờ cô xứng đáng sống cho tốt đi Con phải mổ hay không thầy Nó kệ nó khỏi mổ luôn <laughs> Mày muốn ung um gì đó mày ung um. Mày muốn thư gì đó mày thư Thấy không? Cái sống bình thường với nó luôn mình nói với nó rằng là tại tao đã hại mày thì bây giờ mày như vậy Thôi tao không có việc mày đâu Vì giữa tôi với bạn là một thể mà Thôi cùng sống chung với nhau cho tốt đi Đừng có gây thêm nữa Đừng có cắt sáng nó làm chi Cắt sáng chỗ này nó mọc thêm chỗ khác Sống bình thường có khi Cái tâm bình thường đó nó Giúp cho những cái tế bào hư hỏng kia Nó được tốt lại Rồi bắt đầu là nghiệp tiêu thì bệnh lành còn nếu như thọ mạng đến lúc này ta phải chết, như vậy thì niệm Phật cầu sanh cực lạc gì ai cũng chết một lần, sợ gì cái chết, thấy không? Vậy thấy Phật pháp đặc biệt chưa? Đặc biệt vô cùng cái người mà đang bị bệnh mà nghe gì cái là hử? Tỉnh veo liền à, hiểu biết à. Còn gặp nói chuyện với một người mà không hiểu á à? em bị ung thư rồi chị ơi bắt đầu người kia nói em ơi khổ rồi nó ôm nhau khóc hù hù trái một mình mình khổ rồi một mình mình khóc rồi nó đã đau đớn rồi một cái bà kia nghe bà còn khóc nữa bà khóc là bà làm mình sợ tim nữa có nghĩa là không có biết chia sẻ gì hết nên khi chúng ta bị bệnh thôi đừng nên chia sẻ cho người không biết đi gặp cái người phải tin nhân quả phải sâu sắc định lực nhân quả nhất để nói cho mình nghe đừng có nói cho người không biết nghe im im <laughs> có nói gì chân á à. nên à, hoặc là chồng đánh chồng chửi đừng có đi nói cho cái người không biết nghe cái người mà không biết nghe nó nói chuyện tầm bậy không à ngồi nói chuyện chị ơi hôm qua nó đánh em xin cái mặt nè nói cho chị em không biết đừng nên nói luôn chị em nói cho cho cái thằng này nó quýnh vợ ác đạn thì chứ nó quýnh đâu quýnh nó quýnh ngay con mắt nên à, thôi em bỏ này đi em chị giới thiệu cho thằng khác thấy chưa ha chia sẻ không đúng người quý vị may mắn bị chồng đánh gặp những đức cũng là may lắm <laughs> gặp những đức nói thầy ơi vợ chồng con nó đánh con xưng con mắt những đức nói Ngày mai nó đánh thêm con được <laughs> Tại vì sao? Vì cô thiếu nợ hai con Bữa nay mới đánh con con à Còn quýnh một con nữa Đó Thấy chưa? Nói như vậy đó Để ngày mai bà bị đánh nữa Bà không có ấm ức trong lòng Thầy nói là con đánh con nữa mà Thì bây giờ mình hỏi Bây giờ cô muốn không Bị đánh cái con kia không? Thì bà nói dạ muốn Ai mà muốn bị đánh con mắt bao giờ thầy Thì giờ cô cố gắng cô niệm Phật đi Cô đừng có giận cô đừng có bực bội Cô đừng có mà gọi là gặp ổng mà cô Cô mang cái gương mặt mà như đưa đám ma Vậy thì ổng có đánh con kia Ờ à, cô nghe lời thầy cứ Niệm Phật cái tâm nó thoải mái nó không bù giận nữa Vậy mà cái con kia không bị đánh Còn nếu không là chắc chắn Con kia sẽ bị quất một khoát vô mặt Xưng con mắt kia nữa không nghĩa còn nếu mà bà mà niệm phật mà chưa đạt công phu thì bà bị đánh cái con kia nữa thì bà nói thầy nói đúng công nhận hay thiệt còn một con bị đánh bây giờ bị đánh thiệt rồi không còn gì buồn giận gì nữa hết còn nếu mà bà không bị đánh thì đúng là mình niệm phật có công phu rồi nên ông không đánh <laughs> đường nào cũng không chạy thoát phải không nó rõ ràng đấy chưa nói nhân quả nó vẫn đặc biệt mà tự nhiên người ta nói vậy nghe mà khi người ta nói vào nhân quả tức khắc cái bà đã giải cái cái chỗ bị đánh con mắt liền á còn nếu không mà đúng người nghe là nó chích thêm là quý vị bị đánh 100 con chứ đừng nói mà mà một hai con nó đừng nó đơn giản chăm chích thêm là nó bỏ vào tâm mới bị thêm phiền não á còn cái này là gặp người ta nói người ta nói nó giải tỏ cái tâm phiền não phải không nên mình sống mới có ý nghĩa đừng có muốn sống lâu làm chi nó sống xứng đáng là sống tốt rồi niệm phật mỗi ngày sống vui là xứng đáng nhất Đừng có nhìn người khác vui hay buồn Chúng ta mỗi ngày an lạc là vui Thì chúng ta có thể đem vào pháp giới thiệu được Đây là xứng đáng nhất Rất mong tất cả những người tu Có thể sống tốt, sống vui Với cái cõi này quá khổ rồi Đừng nên khổ thêm nữa Chúng ta nên chấp nhận trả nợ cho xong một đời này Vui niệm Phật Khi thọ mạng đến Chúng ta về cực lạc sống Nhất định sẽ không còn khổ đau nữa nha A à, Di Đà Phật nguyện đem công Đức này hướng về không tất cả để từ và chung san đồng san về tỉnh độ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, Phật. À, A Di Đà Phật. 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 Nam Mô 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật 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 Nam Mô A Di Đà Phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật 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 A Di Di dì đà phật à dì di phật a di đà 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 phật a đà đà di đà phật di đà phật a 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 à, di đà Phật A à, di đà Phật A à, di đà Phật à. A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật